Trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, ngoài việc là bị cáo vai trò trung tâm cầm đầu, chủ mưu, bà Trương Mỹ Lan trở thành bị hại trong một phi vụ làm ăn với ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch tập đoàn Capella. Tại phiên tòa, sự thật và mối quan hệ giữa hai người đã được hé lộ. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bà Trương Mỹ Lan nói về quan hệ giữa mình với đại gia Nguyễn Cao Trí. Kính thưa hội đồng xét xử, giữa quan hệ tôi và Nguyễn Cao Trí trước kia thì như chị em bạn bè thôi. Còn cái việc mà tiền bạc thì như gặp ăn chấp nhau, không có ý kiến gì cả. Thì khi tôi bị bắt thì thật sự tôi không biết là xảy ra việc gì. Thì việc này thì thật sự tôi nghĩ Nguyễn Cao Trí cũng là bên tai nạn. Cái này phải xin cảm ơn cơ quan điều tra và viện kiểm sát cũng đã giúp tôi là được. Tôi chỉ cần giải quyết cái quan của tôi là tôi không có du khóc Nguyễn Cao Trí thôi. Tại lúc đó cũng rất còn ngày hôm nay thì Nguyễn Cao Trí đã khắc phục thứ nhất này. Thứ hai cũng đã biết được cái sự đó là sai rồi. Thành ra cũng kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến về cái đó cả. Cũng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho anh ấy. Đây là lời của bà Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa ngày 11 tháng 3 khi hội đồng xét xử xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí, người bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tiền 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Trình bày tại tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Ông Trí khai bản thân bà Lan có quan hệ từ cuối năm 2017. Trong quá trình này có giao dịch hợp đồng và bị cáo Lan chuyển tiền nhiều đợt cho bị cáo và chỉ nhớ tóm gọn số tiền là 817 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2021, cả hai ngồi lại đối chiếu, tính thêm một số chi phí thì thống nhất số tiền 1.000 tỷ đồng. Khi có thông tin bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bị cáo Trí đứng trước hoàn cảnh bối rối vì có 4 hợp đồng ký với hệ thống của bị cáo Lan. Trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng thời điểm đó, tách bạch khỏi hệ thống của Lan, bị cáo Trí sợ ảnh hưởng đến hệ thống của mình nên bị cáo đã thanh lý các hợp đồng. Bị cáo nghĩ khi giao dịch với mình thì bị cáo Lan để người khác đứng tên, nghĩa là bị cáo Lan không muốn công bố. Bị cáo cho rằng việc thanh lý hợp đồng là chủ quan và không làm thay đổi bản chất việc bị cáo đã nhận tiền của bị cáo Lan, ông Trí nói. Sau đó, bị cáo Trí nghĩ lại và biết hành vi không đúng quy định pháp luật, nên trước khi khởi tố đã nhiều lần đề nghị muốn trả lại tiền cho bị cáo Lan. Khi bị khởi tố, bị cáo Trí đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và vận động gia đình để trả lại tiền cho bị cáo Lan. Hội đồng xét xử nói thêm, việc bị cáo làm để loại bỏ việc nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Lan, những người liên quan có bàn bạc không? Bị cáo Trí khai, bị cáo không hề bàn bạc với những người liên quan, như những người đứng tên cổ phần. Do nhiều việc nên một số cổ phần bị cáo đưa ra cho anh em đứng tên, bị cáo không làm gì để anh em không tín nhiệm cả. Cạnh đó, bị cáo Trí gửi lời cảm ơn đến bà Trương Mỹ Lan khi đã có đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo. Yên tâm, toàn bộ số tiền sẽ được khắc phục, bị cáo Trí nói. Bị cáo Trí mong muốn được tiếp tục khắc phục hậu quả vì tất cả tài khoản của bị cáo hiện đang bị phong tỏa và các bất động sản đang đứng tên vợ chồng bị cáo đủ để khắc phục hậu quả còn lại. Cạnh đó, một số doanh nghiệp đang nợ bị cáo trên 1.500 tỷ đồng, bị cáo mong muốn được cơ quan điều tra và hội đồng xét xử thu hồi để nhanh chóng khắc phục. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử yêu cầu luật sư của bị cáo sẽ cố vấn pháp luật và làm đơn để bị cáo khắc phục hậu quả. Bà Trương Mỹ Lan, bị hại trong hành vi của ông Nguyễn Cao Trí cũng trình bày những điều bị cáo Trí khai là đúng. Quan hệ tôi và Trí là chị em bạn bè. Khi tôi bị bắt, không biết việc gì xảy ra. Việc giữa tôi và Trí xảy ra thực sự là tai nạn. Xin cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát giải thích là tôi không vu khống Nguyễn Cao Trí. Hôm nay, Trí đã khắc phục và biết sai, tôi không có ý kiến gì, bà Lan nói. Bà Trương Mỹ Lan đã bị ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ ra sao? Quay trở lại thời điểm từ năm 2017 đến 2020, bà Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông Trí, gồm 31,22% vốn điều lệ tại công ty cổ phần cao su công nghiệp, thỏa thuận bán vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian này, bà Lan đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Trí thông qua Hồ Quốc Minh, người được bà Lan nhờ đứng tên hộ cổ phần, để thanh toán. Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận, nên đến tháng 1 năm 2021, ông Trí đã gặp bà Lan tại một nhà hàng và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.
Sau đó ông Trí đã chỉ đạo soạn thảo, ký giấy, đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho ông Hồ Quốc Minh. Cùng ngày, ông Trí ký giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Sau khi bà Lan bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2022, ông Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ công ty cổ phần Cao su Công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, ông Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại một quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh, để ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn trước, việc ông Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bà Lan là chưa thông qua sự đồng ý của bà Lan. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023, ông Trí không thừa nhận được nhận bất kỳ khoản tiền nào của bà Lan. Ông Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu gì cho Minh ký. Sau đó, dù có kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định, chữ viết của ông Trí trong các tài liệu ông Trí lập để theo dõi xác nhận số tiền đã nhận của bà Lan mà cơ quan điều tra thu giữ, nhưng ông Trí vẫn không thừa nhận việc đã nhận tiền của bà Lan. Ông Trí cho rằng bà Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của ông, thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của bà Lan đến cùng. Bà Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ xử lý hành vi của ông Trí đã chiếm đoạt tài sản của bà Lan và thu hồi 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu chứng cứ kết luận giám định và lời khai bị can, người liên quan đã có đủ cơ sở xác định ông Trí lợi dụng việc bà Lan bị bắt đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên lập hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng, chuyển nhượng thanh lý hợp đồng, ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Đối với Hồ Quốc Minh là người được bà Lan nhờ đứng tên sở hữu cổ phần hộ, do đã xuất cảnh, hiện chưa nhập cảnh về Việt Nam nên chưa đủ tài liệu chứng cứ xác định vai trò đồng phạm với ông Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Vì vậy, nhà chức trách kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ tài liệu chứng minh hành vi của Minh để xem xét xử lý hình sự với vai trò đồng phạm với ông Trí khi có đủ căn cứ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu giữ tiền mặt khi khám xét người Nguyễn Cao Trí và nơi làm việc tổng cộng 93,9 tỷ đồng. Gia đình ông Trí đã nộp khắc phục số tiền 640,7 tỷ đồng và cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình xét xử bị cáo này thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt nên hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình. Từ đó, ngoài mức án 8 năm tù, hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí phải nộp lại số tiền 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan. Trước khi bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan, vị đại gia này còn nổi danh trong thương vụ mua gần 580.000 cổ phiếu SGB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank vào năm 2021 và tham gia làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Được biết, ông Nguyễn Cao Trí đã sở hữu 579.199 cổ phiếu của Sài Gòn Bank, tương đương 0,19% vốn điều lệ ngân hàng này kể từ tháng 6 năm 2021, tham gia vào Hội đồng Quản trị Sài Gòn Bank 4 tháng sau đó. Tuy nhiên, đầu năm nay, ngân hàng này công bố ông Trí đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 19 tháng 1, theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Các trường hợp tự nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng Quản trị gồm mất năng lực hành vi dân sự, chết, vi phạm quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, không còn là người đại diện phần vốn góp khi tổ chức tín dụng bị thu hồi giấy phép. Ông Trí cũng mất ghế chủ tịch hội đồng trường đại học Văn Lang sau khi bị điều tra bắt tạm giam vào hồi đầu năm 2023. Tiếp tục kê biên khối tài sản khổng lồ của bà Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án. Sau khi tuyên phạt, bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tội tham ô tài sản và tội đưa hối lộ. Hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay, tương đương 673.849 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan cũng phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm, mức án phí cao kỷ lục trong lịch sử tố tụng. Các bị cáo khác mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Cao Trí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng và công ty dầu khí Đông Dương bồi hoàn lại số tiền 443 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp lại 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước nộp lại 2.204 tỷ đồng. Và số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.
chuyển toàn bộ số tiền các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả cho SCB để khắc phục hậu quả của vụ án, buộc các bị cáo được bị cáo Lan cho thưởng phải nộp lại toàn bộ số tiền, cổ phiếu để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan trong vụ án. Giao cho SCB tiếp tục quản lý xử lý đối với 1.122 mã tài sản được thế chấp cho SCB để đảm bảo cho 1.243 khoản vay, hợp đồng tín dụng còn nợ trong nghĩa vụ nợ trong vụ án. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử buộc công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án. Buộc công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát nộp lại 2.355 tỷ đồng, công ty TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.095 tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Tiếp tục kê biên đối với 76 bất động sản tại huyện Nhân Trạch, Đồng Nai và giao cho C03 Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm, các đối tượng đứng tên hộ cho bị cáo Lan, giao lại các bản chính 143 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhược Tân cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, sau khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho bị cáo Lan, tịch thu 5,2 triệu USD của bị cáo Đỗ Thị Nhàn để sung công quỹ nhà nước. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 110-112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án. Hội đồng xét xử cũng tuyên sử dụng 1.000 tỷ mà bị cáo Nguyễn Cao Trí trả bị cáo Lan để khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, 7, 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần, hội đồng xét xử cho biết số tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, hành vi của Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian từ năm 2012 đến 2022. Trong đó giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Còn trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định tội tham ô tài sản áp dụng đối với cả các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, Hội đồng xét xử nhận định tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Cận cảnh sự hoang tàn trong cao ốc Ba Cây Nhang, Thuận Kiều Plaza. Nằm trên đường Hồng Bàng thuộc trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, Thuận Kiều Plaza với cấu trúc 3 tòa tháp chọc trời là một trong những cao ốc đa phức hợp đầu tiên được xây dựng và từng được coi là biểu tượng phát triển của thành phố. Thuận Kiều Plaza được xây dựng với vốn đầu tư gần 54 triệu USD là công trình do công ty xây dựng thương mại Sài Gòn 5, hiện là tổng công ty địa ốc Sài Gòn Resco và công ty Kings Harmony thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thế nhưng sau gần 20 năm tồn tại, Thuận Kiều Plaza từ chỗ sầm uất, náo nhiệt, dần ế ẩm. Phía bên ngoài nhếch nhác, còn bên trong thì hoang tàn sơ sát và rùng rợn hơn với những lời đồn ma mị. Nhiều người cho rằng hình ảnh ba tòa tháp của Thuận Kiều Plaza tựa ba cây nhang sẽ không hợp cho làm ăn sinh sống. Về thiết kế, khu cao ốc liên hợp, gia cư và thương mại Thuận Kiều Plaza được xây dựng trên nền khu đất vàng có diện tích 9.971m. Công trình được thiết kế gồm 3 tháp kiểu một con thuyền với 3 ống khói, mỗi tháp có 33 tầng. Trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ và các công trình tiện ích khác như hồ bơi, khu giải trí, nhà xe. Sau đó, thông tin Thuận Kiều Plaza được bán lại cho chủ nhân mới và có nhiều nguồn tin cho rằng khu cao ốc này sắp bị đập bỏ để xây lại đang được dư luận rất quan tâm. Thời điểm đó, các tiểu thương kinh doanh ở tầng trệt đã nhanh chóng di dời đi nơi khác, trả lại mặt bằng cho chủ mới. Bán nước bên hông Thuận Kiều Plaza đã hàng chục năm, một người phụ nữ tên Hồng chia sẻ rất tiếc nuối nếu tòa nhà này bị đập bỏ trong thời gian tới. Chị Hồng tâm sự, khi biết thông tin tòa nhà này bị phá bỏ, tôi cũng tiếc nuối lắm chứ. Sống ở đây lâu, đã có nhiều kỷ niệm. Tôi chủ yếu bán nước ở đây cho mấy người vào chợ xe máy Tân Thành. Nếu đập bỏ Thuận Kiều thì chợ này cũng sẽ bị cô lập và công việc của nhiều người dân cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.
Nói về những lời đồn ma mị bên trong cao ốc Thuận Kiều Plaza, chị Hồng cho biết mặc dù sống ở đây lâu nhưng chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó. Nhiều người đồn ác ý vậy thôi, chứ làm gì có ma cỏ gì ở đây. Có lẽ do phong thủy không tốt nên ít người thuê chung cư này, chị Hồng nói. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, Thuận Kiều Plaza được công ty địa ốc Vạn Thịnh Phát mua lại. Thất bại lớn nhất của dự án này là do phong thủy. Nhiều người cho rằng không ai mua căn hộ ở đây vì họ không muốn sống trong một dự án có hình thù giống ba cây nhang đang cắm trên một bát hương. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì các bên liên quan càng tốn thêm chi phí và cũng không thể buôn bán được gì, ông Châu nói. Năm 1999, hoàn thành và đưa vào khai thác nhưng chỉ vài năm sau thì rơi vào tình trạng ế ẩm hơn chục năm. Tuy nhiên, chủ đầu tư không cải tạo mà lại để dự án này chết lâm sàng, mặc cho dư luận đồn đoán dị đoan. Bà Trương Mỹ Lan và cú thâu tóm Thuận Kiều Plaza. Thuận Kiều Plaza nằm tại khu đất vàng ở quận 5, giới hạn bởi 4 tuyến đường Hồng Bàng, Thuận Kiều, Tân Hưng, Dương Tử Giang và đường Đỗ Ngọc Thạnh chạy xuyên giữa công trình. Tòa nhà này được xây dựng từ năm 1994 và năm 1999 bắt đầu hoàn thành và đi vào khai thác. Đó là công trình cao tầng đầu tiên biểu tượng cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi đi vào khai thác không bao lâu thì rơi vào tình trạng ế ẩm, khách hàng lần lượt khăn gói ra đi. Cái đó là những lời đồn đoán dị đoan cho rằng Thuận Kiều Plaza bị ma ám hoặc dính bùa ngải hoặc bị yểm bùa. Điều này càng khiến cho Thuận Kiều trở nên hoang lạnh, được xem là tòa nhà bí ẩn nhất Sài Gòn. Đến năm 2013, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan thời điểm đó đang là tên tuổi nổi tiếng trong giới thương nhân gốc Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh với khối tài sản khủng đã thâu tóm dự án này. Khi vừa tiếp nhận đã có thông tin chủ đầu tư mới sẽ đập bỏ dự án để làm lại, tuy nhiên không ít lâu sau, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư An Đông, một thành viên trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát khẳng định không có chuyện đập bỏ mà sẽ tiến hành cải tạo, chỉnh trang lại. Tháng 2 năm 2016, Sở Xây dựng cấp phép sửa chữa khối đế của công trình và chủ đầu tư bắt tay vào sửa chữa. Đến nay, toàn bộ công trình được sơn lại màu xanh thay vì màu đỏ như trước đó. Từ ngoài vào trong công trình gần như được làm mới hoàn toàn do đã xuống cấp từ gần 20 năm nay. Riêng phần quảng trường phía đường Thuận Kiều, từ ý kiến của Ủy ban Nhân dân quận 5 và đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư, ngày 29 tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn chấp thuận cho quận 5 được cải tạo chỉnh trang quãng đường này, vốn sẽ theo hình thức xã hội hóa và hiện đã được công ty An Đông tài trợ cho toàn bộ mà không phải dùng vốn ngân sách. Đến ngày 15 tháng 8 năm 2017, Thuận Kiều Plaza chính thức khai trương trung tâm thương mại, ngoài ra còn có 684 căn hộ tại 3 tòa tháp. Thuận Kiều Plaza thoát kiếp tòa nhà ma. Sau khi về tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, tòa nhà Thuận Kiều Plaza được khẩn trương sửa chữa cải tạo từ ngoài vào trong. Nhìn bề ngoài, toàn bộ công trình vẫn được giữ nguyên không thay đổi về kiến trúc, tuy nhiên gần như diện mạo của tòa nhà đang được làm mới lại toàn bộ. Đáng chú ý nhất là công trình đã được sơn lại màu áo xanh thay vì đỏ như trước đó. Theo ông Tống Đức Tiến, thời điểm đó là trưởng phòng cấp phép Sở Xây dựng thành phố, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã được Sở Xây dựng thành phố cấp phép sửa chữa cải tạo từ tầng 1 đến tầng 3. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2016. Theo đó, chủ đầu tư, công ty cổ phần An Đông xin sửa chữa kiến trúc mặt ngoài công trình từ tầng 1 đến tầng 3, cụ thể là lùi mặt ngoài vào 3 mét từ phía đường Hồng Bàng để tạo độ thông thoáng và trồng hoa cây cảnh. Trong báo cáo của Sở Xây dựng, việc lùi mặt dựng bên ngoài này làm cho phần diện tích thương mại giảm từ hơn 12.000 m2 xuống còn 10.800 m2. Chủ đầu tư cũng xin lắp đặt thêm 3 thang máy và 5 thang bộ bên trong khối đế của tòa nhà. Phần trung tâm thương mại, ông Tiến cho hay, việc sửa chữa cải tạo này đảm bảo không làm tăng diện tích sàn, mật độ và hệ số sử dụng đất, không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình. Theo ghi nhận của phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 7 năm 2017, tòa nhà Thuận Kiều Plaza đã sơn xong và đang làm lại toàn bộ vỉa hè. Ngoài ra, rất nhiều hạng mục bên ngoài và bên trong đã được thay mới và làm lại toàn bộ. Tại công trường, nhiều tốp công nhân đang hối hả thi công vật liệu xây dựng ngổn ngang. Dù tòa nhà Thuận Kiều đang thay đổi về diện mạo, tuy nhiên cho đến thời điểm này, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư An Đông, một thành viên trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, không cung cấp bất cứ thông tin nào cho báo chí. Trao đổi với phóng viên Ban Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Horea, cho biết khi công ty An Đông mua lại dự án này và chưa tìm ra giải pháp xử lý với tòa nhà, ông Châu có gợi ý làm mới dự án nhưng không phải theo cách hiện tại. Phương án mà ông Châu đưa ra là hoặc đập đi xây mới toàn bộ hoặc mở rộng dự án.
tôi cho rằng không chỉ cải tạo riêng tòa nhà mà mở rộng phạm vi dự án để chỉnh trang cả ô phố thì sẽ mang lại giá trị cao hơn cho dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã không chọn cách này, họ đã làm như hiện nay, có lẽ cũng đã có nghiên cứu kỹ. Tôi hy vọng là việc kinh doanh và khai thác của họ sẽ đạt được như kỳ vọng, ông Châu nói. Cứ ngỡ Thuận Kiều Plaza sẽ hồi sinh sau khi về tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cho đến nay, khu phức hợp này không chỉ rơi vào tình trạng ế ẩm, mà còn bị Tòa án Nhân dân TP.HCM kê biên để khắc phục hậu quả vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB do bị cáo Trương Mỹ Lan chủ mưu cầm đầu. Hiện bà Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4. Các tài sản cũng như bất động sản, giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, cổ phần cùng các tài sản khác cho các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ tiếp tục bị kê biên tạm giữ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.